nghe không? Sao vậy? Đâu vậy? Tao lớn. Hả? Ba. Kiểu ba. Ba. Ba sao? Ba cái gì không? Đâu có. Không, ba đi quay rồi. Ba đi quay. Tối ở Mizu bữa nữa là mai đi hàng ngày một đêm. Tối nay ở Mizu một bữa nữa. Anh Lâm ơi, anh Trung 15 lấy tâm lý cảnh này hôn chị Du nha. Rồi cảnh này anh với chị Du hôn á. Bây giờ phim thôi mà không sao đâu. Văn Long, Văn Long, trời đất ơi. Quay chưa xong thì anh bớt bớt tăng hình lại. Nha, yeah, tôi bệnh mấy ngày nay rồi đó. Có hình là bệnh luôn kìa. Bệnh gì? Bệnh bực mình à. Quá trời, Mi Du đính chính đi Mi Du. Có gì đâu em ơi. Du ơi, Quỳnh ơi. Đây, người thật. Giờ kêu lộn tên luôn rồi. Chết cha, chết cha luôn rồi. Trong đầu chỉ có Du thôi à. Em có định à. Em có định đi quýnh game cái chí mạng không? Em ký đầu anh trước rồi đó. Trời con út hận kìa. Trời ơi nó liếc nha. Nhìn mà Du rồi, nó liếc mà Du kìa. Trời ơi nhìn mặt gì ghẻ rõ ràng này ha. Thôi nói như này bữa cuối rồi thì mấy nay phải gọi là PR cho phim. Với lại phải hỗ trợ lúc dân. Tại vì mình phải PR tới bây giờ nên phải ngày nó phải lên hình lên clip hết. Chứ anh đâu có muốn rồi chụp hình chung rồi với em đâu phải không? Em muốn. Nó tạm dừng camera luôn rồi. Ấy không phải đâu, cái hàng quỷ này chính ra cho tôi đây một mình á. Sao? Biết mà, giỡn thôi. Ok. Được không? Rồi bây giờ hai chị em cười nhau cái nè. Cười. Em thấy Mizu sao? Em thấy Mizu sao? Mizu là hồi tưởng của em á. Vậy hả? Hồi tưởng phim nào hay làm gì? Hồi tưởng hồi xưa thôi, giờ không biết nha. Hồi xưa sao? Giờ chú Quỳnh sao? Hồi xưa làm gì? Hồi xưa làm gì em hồi tưởng? Tại chị thấy chị đẹp. À, vậy hả? Quá trời, đẹp không em? Nói giỡn thôi chứ sao bằng em đẹp nhất, em vô địch. Nè coi nè, mặc bộ đồ bộ có 35 ngàn nè coi nè. Nhưng mà vẫn đẹp vẫn sang. Mà trời ơi, nè đứng kế Mizu nè, thấy không? Sao mà băng? Cái đồng này nè. Trời đó coi nè, sao băng? Quá trời. Con cái ê rồi. Ok. Đi đâu hả? Vậy đâu hả? Ok, vậy thôi nha. Mình sẽ làm lại từ đầu luôn nha mọi người. Bye bye em. Tôi đang kế toán. Ok. Có con kế ra đâu chứ?